Thưa quý vị, sáng nay 10 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã dự chương trình chào mừng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023 với chủ đề Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị. Ngày chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hàng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Năm 2023, chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt là dữ liệu số đã đạt được nhiều kết quả tích cực, cả trong kết nối chia sẻ dữ liệu, khai thác dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp, phát triển hạ tầng dữ liệu số, số hóa dữ liệu. Trong đó, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia hoạt động hiệu quả, năng lực phục vụ được tăng cường. Với khoảng 1,6 triệu giao dịch mỗi ngày, cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư tiếp nhận gần 1,2 tỷ yêu cầu tra cứu, xác thực thông tin. Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức viên chức đã được kết nối, đồng bộ dữ liệu với 100% các bộ ngành, địa phương. Hệ thống thông tin của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kết nối dữ liệu với 80 bộ ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước và đã chia sẻ dữ liệu thử nghiệm hàng ngày, hàng tháng từ các bộ, ngành cho 15 địa phương để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thông điệp chuyển đổi số một cách tổng thể, xuyên suốt, toàn diện, bao trùm, liên thông nhưng có trọng tâm, trọng điểm. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp mang lại lợi ích thiết thực cho quốc gia, dân tộc và cho chính người dân, doanh nghiệp là yếu tố quyết định đảm bảo sự thành công trong chuyển đổi số quốc gia. Chuyển đổi số là đang là xu thế, là phong trào của thời đại, là một yêu cầu khách quan của mỗi quốc gia, là sự lựa chọn chiến lược để xây dựng và phát triển đất nước nhanh, toàn diện, hiện đại và bền vững, rồi góp phần mang lại cái lợi ích cho quốc gia, cho dân tộc. Và chúng ta cũng nhận thấy rất rõ là chuyển đổi số là sự nghiệp của toàn dân, của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị để góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam của chúng ta độc lập, hùng cường, thịnh vượng và nhân dân ngày càng được hạnh phúc và ấm no, không để ai bỏ lại phía sau. Và với tinh thần là không có gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Thủ tướng nhấn mạnh, quan điểm xuyên suốt của Chính phủ là lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực, nguồn lực của chuyển đổi số. Chuyển đổi số phải để người dân, doanh nghiệp hưởng lợi từ dịch vụ công, tiện ích xã hội thuận tiện hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn và chính họ sẽ tạo ra nguồn lực cho sự phát triển. Năm 2023 là năm dữ liệu quốc gia với thông điệp tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương cần tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách cho hạ tầng số, nền tảng số và nguồn nhân lực số để thúc đẩy dữ liệu số phát triển ổn định, bền vững, đẩy mạnh việc tạo lập dữ liệu thông qua triển khai xây dựng, phát triển, kết nối, chia sẻ, khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành là yếu tố quan trọng trong chuyển đổi số, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, tạo ra giá trị mới. Tức là các cơ quan đơn vị địa phương anh phải tự lập để xây dựng cái cơ sở dữ liệu cho mình, nhưng mà lại phải kết nối với lại những người khác, kết nối với cơ quan đơn vị khác để cái cơ sở dữ liệu của mình trở thành cơ sở dữ liệu quốc gia, và ngược lại cơ sở dữ liệu quốc gia góp phần thúc đẩy phát triển cái cơ sở dữ liệu của chính cơ quan đơn vị địa phương mình. Đây là hai mặt song song của một quá trình, cái này phát triển thì thúc đẩy cái kia và ngược lại. Thủ tướng tin tưởng với sự nỗ lực, quyết tâm và sự chủ động sáng tạo của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, công cuộc chuyển đổi số quốc gia và phát triển dữ liệu số sẽ có nhiều chuyển biến toàn diện, tích cực, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số.